Các bạn ơi, hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một căn bệnh này là ít gặp các bạn. Căn bệnh này là hiện tượng là các bạn đó, cái cần đạp đúng không? Các bạn đạp là như này, mình đạp xuống nè. Đó, là nó kéo dơ nó chạy ha, còn các bạn đạp mà nặng, đạp không không xuống. Mà đề thì cũng không được luôn. Đó là tôi chỉ các bạn nguyên nhân này các bạn mắc bệnh ha các bạn. Đó các bạn thấy nè. Cộng sinh cam nè, sinh cam nó kéo cái nhông bơm nhớt này không? Đó. Cái nhông này là nó có cây ti đi thẳng qua bển các bạn. Cây ti đi thẳng qua bển rồi nó kéo con heo nhớt các bạn, đó heo nè. Đây con heo nhớt này thấy không? Đó. Thì cái bệnh mà đạp cứng là con heo bơm nhớt này nó bị hư các bạn. Con heo nhớt này nó bị hư rồi nó cứng ngắc này thấy không? Đó. Đó cứng ngắc có nghĩa là cái dơ nó có cái sinh cam bắt vô đây nè, là nó cái nhông này nó kéo cái con heo nhớt này, mà con heo nhớt này cứng thì các bạn sẽ đạp không nổi. Rồi khi các bạn dùng hết sức đạp tới lúa luôn nó hên nó tuôn qua thì các bạn sẽ đạp nổi. Là các bạn chạy là để hơi các bạn để hơi lâu hoặc là tới cái dòng tua kẹt nó là các bạn đạp không nổi nữa. Là các bạn cái bệnh này là ít gặp lắm ha các bạn. Bệnh này ít gặp. Nhà tôi chia sẻ cho các bạn thì các bạn biết thêm. Đó rồi. Thì đó con heo nhớt nằm đây nè, chưa nè đó. Là cái nhông bên bển là nó có cây bên đây qua, là tôi chỉ hướng cái này là hướng dẫn cho các bạn nào chưa biết thôi các bạn. Còn các bạn biết rồi, các bạn nhìn sơ qua cũng hiểu rồi. Đó. Cái cốt cái ti nhông bển nó đi qua tơ vô cái rãnh của này nè, thấy không? Là nó bắt ở đây nó xay. Nè, cái các bạn coi nè, cái này nó nhẹ yếu nè. Thấy chưa? Xay nhẹ nữa không nè, cái này cứng nè, quay không nổi luôn. Là khi máy mà nó tại sao mà mình đạp nó cứng, mà tại sao mình đạp lúc được lúc không, có nghĩa là cái bích tông nó đang ở điểm thượng các bạn. Điểm thượng là đang ở cái điểm nén á, là nó vừa nén vừa cứng luôn, đạp không có nổi. Còn lúc mình đạp nhẹ là bích tông nó đang nằm điểm ở dưới, cho nên mình đạp nó sẽ nhẹ và nó cuốn kéo luôn. Còn nằm điểm thượng đang điểm nén, là mình đang điểm nén là mình đạp không có nổi, là mình nhúc tớp lui là một hồi lâu thiệt lâu mình mới đạp nổi các bạn. Cái hiện tượng mà đạp không nổi mà đề không được luôn là các bạn tháo là kiểm tra heo nhớt đó. Bệnh là các bạn kiểm tra vậy là được rồi. Bệnh này là tôi gặp nhiều các bạn. Hello, chào các bạn đến với kênh Vicom Vlog. Hôm nay tôi có nhận làm chiếc xe 50, là chiếc xe 50 tôi sẽ lên là 100. Em ơi, chiếc xe này là tôi lên là 100 và giữ lại cái đầu 50 nha các bạn. Là lòng trăm mà tôi mua cũ cũng rẻ, bây giờ tôi sẽ đóng lần lại. Còn cái lòng cũ nữa các bạn, đó. Lòng cũ với tông thấy không, thấy hai cái tông khác nhau không, đó thấy không, cái bê tông trăm, cái tông 50 nè. À, lòng này nó xài lòng DD ha các bạn, DD nghĩa là cái chiều dài nó là nó bằng chiều dài của lòng trăm luôn các bạn. Làm trước hết là tôi sẽ làm cái lòng là tôi sẽ đi đóng lại, tại vì mua cái cũ của người ta nên tôi sẽ đóng lại, nhưng mà mình tiết kiệm cho người ta các bạn, thay lòng mới cũng được, mà tôi mua cái cũ nó rẻ, tôi sẽ đóng lại mình làm nó sẽ ngon hơn. Còn bích tông phải không,
bít tông là phải cần phải vớt mặt đi bóc mắt đừng chi vớt mặt đừng chi vớt mặt đừng là cho đó đừng cho nó ôm với cái chảo của cái chảo của 50 nè đừng cho ôm vô tác dụng gì có nghĩa là để dành hơi mình nó sẽ căng các bạn nên chạy xe nó bóp còn cái đầu thì đó tôi sẽ thay cặp thuốc bắp thì thay cặp bắp thì sấy lại thôi tại vì đây nó xài thuốc bắp này cũng của DD các bạn đó còn cái lòng cái đầu chứ cái đầu là lỗ hút là cái lỗ hút xăng các bạn là phải móc bạn thấy không có tin không cái lỗ xả là cũng phải móc luôn sinh cam thì nó xài làm bên dưới cũng xài sinh cam 84 đấy thì bạn nào xe 50 mà chạy thấy yếu thì muốn lên lòng trăm thì làm như tôi đây mua lòng trăm về mới cũng được mà cũ cũng được cũ thì mình về mình đóng lại rồi mình sẽ lấy mới mình cũng làm cái ra vậy thôi cũng móc mắt với giới đậu tông đó à mà ai mà muốn lên lên lòng trong thì cứ làm theo bài này ha các bạn giờ cũng khuya giờ các bạn không thấy giờ là 11 giờ đó các bạn đó thấy không giờ tôi mới rảnh nó không tôi quay video cho bạn xem á phi là tôi xem chuyện cũng nhìn nhiều lắm như các bạn nào muốn tôi làm clip về cái gì thì cứ cần comment dưới tôi giờ xe cũng làm cũng bận rộn lắm rồi có ai điện tới đây xe giờ bận rộn lắm bạn ơi ra tôi ra tôi quay xe cho bạn xem ha đó à, này hai chiếc này xe nhà các bạn đó chưa đó chiếc 67 nè quanh pha chiếc quay này chiếc quay đó quay 50 đó là tôi đang làm các bạn đó. Giờ cũng khuya các bạn 11 giờ rồi chiếc này chiếc quay RS để tôi bắt đèn lên các bạn đó đèn sáng lên không đó tôi đang làm chiếc 50 này các bạn là chiếc này lòng 49 lên lòng 100 á chiếc 67 các bạn đó 67 này còn xài 5 số luôn các bạn đó dít lửa chiếc này là mơi chiếc này khách để là tôi làm cái đầu với sấy lại lòng thì thay bảo tông còn cái này thì mơi tôi này đang xài dít lửa mơi tôi lên IC luôn các bạn các bạn mà muốn tôi quay clip về chiếc dính lửa lên EC thì các bạn cứ comment dưới đó, chiếc này là cũng dán bốn nầu với đại tu lại các bạn chứ quay rồi đó chiếc này thì mơ tôi mới làm cái này đóng cabin chiếc đó là tôi đang làm máy video của tôi đến đây là kết thúc rồi các bạn xem thấy hay thì các bạn cứ đăng ký kênh và ủng hộ cho tôi các bạn còn những bạn có thắc mắc gì các bạn cứ comment dưới tôi sẽ trả lời lại rồi chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại.